Xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay là bên em giới thiệu với toàn thể các bác một cái dòng sản phẩm loa mang thương hiệu Sony Uniton Kingdom. Đây cái mặt form của sản phẩm các bác nhìn thấy này. Đấy, mặt form lưới bắt ốc này, một trên một cái thiết kế rất là sang trọng. Trên nóc thùng này vừa được hạ chìm xuống, sau đó là có ốc để các bác bắn lên để treo. Ví dụ như này. Đấy, ví dụ thì đây là loa Sony SUNY Audio, Sony Audio. Và đây mặt sau của sản phẩm là model là KS12, thông số chi tiết là 8 ohm, công suất là 800W, peak power 1600W, rất là lớn. Đấy, các bác. Và đây họ ghi là design Uniton Kingdom. Đấy. Đây là bản quyền thiết kế của Anh Quốc. Các bác nhìn cái thùng nó có một chất gì đó nó rất là đặc biệt ở đây. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ mở cái mặt form của chiếc loa này ra, giới thiệu với các bác cổ bát, cổ tép, phân tần, thùng loa, và sau đó là nắp vào và test thử chất lượng âm thanh lên cho các bác cùng nghe. Ở đây là mặt form của sản phẩm các bác nha. Đấy, họng kèn tam giác này, nó đạt cho một cái góc phủ âm rất là rộng. Đấy, bên dưới này cái bát này thì màng rất là mỏng, màng càng mỏng càng bay tiếng, càng bay càng sáng, màng rất là mỏng rất là hay. Đấy, các bác nhìn cái màng có một chất gì đó rất là chuyên nghiệp đây. Đấy, cho được cái tiếng nở nên trong sáng sắc nét chi tiết của họng kèn, thiết kế hình tam giác rất là đặc biệt. Đây là bên trong cái thùng nó vẫn thoát hơi. Đấy, rồi bây giờ sẽ mở ra chúng ta xem nhé. Và đây là cái phần này là phần nhiều các bác thích nhất này. Bây giờ chúng em sẽ mở cái phần củ bát cũng như họng kèn lên cho các bác xem nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở, đầu tiên là củ tép. Đấy, đây là củ tép là cũng khá là to, củ này là củ 450, tép D450. Phần củ bát đây, wow, củ bát từ khá là to, không biết là côn có lớn đi theo không. Đây, cái này là bát từ 19. Đây là bát từ 19 các bác nha. Từ 19. Ôi, côn này côn khá là to. Côn này còn hơn cả 76 cơ. Côn này là côn 80 rồi. Rồi, tôi sẽ nhấc ra và cho các bác xem bên trong phân tầng. Đây là bên trong phân tầng của cái thùng loa này các bác nha. Đấy, các bác xem phân tầng nào. Thiết kế rất là đơn giản, có hai cuộn dây, một bát, một tép. Đấy, và hai tụ, hai điện trở. Cùng với đó là một số linh kiện đi theo nhé. Để đệm làm sao cho cái tiếng nó đều. Đó, đây bên trong thùng nó có bông tiêu âm này, đấy, chân cọc này. Đây mặt sau, mặt dưới thì chân cọc này các bác xem, có một cái chất nó rất là đặc biệt đây, chân cọc này. Thiết kế sang trọng này, dùng ốc này lục giác bắt nhé. Đấy. Thùng là bát chéo này rất là hay. Đây là phần cổ bát cũng như cổ tép. Thùng thiết kế khá đơn giản thôi, không cầu kỳ lắm cả. Tép, thùng, phân tần trong. Rồi, ok. Đây là cái mặt form của sản phẩm. Rồi, bây giờ là các bác muốn nghe nhạc, em sẽ lắp vào cho các bác nghe thử chất lượng âm thanh như nào nha.
Rồi, vừa nãy các bác nghe tiếng nài trong sáng, sắc nét, tiếng ca vút trời xanh. Đấy là bản chất của dòng loa mang thương hiệu là Sonica S12 này. Tiếng nài và tiếng tép rất là nổi. Loại này cho các bác về dùng gia đình thì thôi, không cần nghĩ gì hết. Cho các bác phòng hát thì còn hay hơn nữa rất là nhiều. Đây là model sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu với tất cả các bác. Mọi thắc mắc cũng như thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nha. Rồi, ok, hẹn các bác video sau.